Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chiến sự trực tiếp trên bản đồ sáng thứ hai đầu tuần, ngày 7 tháng 8, ngày thứ 529 cuộc chiến Ukraine. Chúc quý vị một tuần làm việc thật là vui vẻ, mạnh khỏe và hết sức tươi trẻ. Vâng, bắt đầu đầu tuần cũng cuộc chiến trên diễn ra trên mà các loại mặt trận cũng vẫn nóng hổi. Mời quý vị đến với những diễn biến uh, ở chiến trường số 0, có nghĩa rằng chiến trường uh, chiến tranh uh, bằng các cái phương tiện uh, chiến thuật UAV, pháo kích, hàng không. Và buổi uh, trưa ngày hôm qua thì uh, phía Ukraine, sau khi mà phía Nga tổ chức tấn công ồ ạt vào lãnh thổ Ukraine bằng rất nhiều tên lửa và UAV, thì phía Ukraine cũng đã tấn công một chiếc uh, UAV vào Moscow. Nhưng mà lần này thì nó bị bắn hạ ngay ở khu vực quận Podolsk, Đây, cái khu vực cửa ngõ của Moscow và Podon nó là một cái quận hay là một cái tỉnh nha. Và coi như là cái UAV đấy thì nó không gây ra một cái thiệt hại đáng kể nào. À, còn sau đó thì dường như mỗi lần UK, Ukraine tấn công những cái vụ UAV nhỏ thì sau đó họ sẽ tấn công những cái vụ lớn hơn. Và lần này cũng không ngoại lệ. Ukraine đã tổ chức một cuộc tấn công rất lớn vào khu vực uh, hai cây cầu Chongga, khu vực uh, cái khu vực cầu Hipka. Đây, chúng ta thấy là cả hai điểm này, ở à đây, cả hai điểm này đều là nơi mà các cái hai cái tuyến đường duy nhất dẫn từ khu vực bán đảo Crimea lên tới chiến trường Zaporizhia. Chúng ta nhớ là trong thời gian gần đây thì Ukraine bắn phá cái cầu ga này rất nhiều và hai lần họ đã bắn hỏng à, nặng nhẹ khác nhau còn bây giờ họ tấn công vào khu vực này nữa đây chúng ta có thể xem chi tiết đã có những tiếng nổ và đã có những cái thiệt hại lần này thì cái cây cầu nó thiệt hại cũng nhẹ thôi à, có thể là sửa chữa một vài ngày còn à, khu vực cây cầu này cũng à, đại loại cũng như thế về mặt bắn và tên lửa vào cầu ấy thì Ukraine sử dụng tới 12 tên lửa Storm Shadow để tấn công vào cầu. Sau đó 9 chiếc đã bị bắn hạ, còn 3 chiếc nó phát nổ và gây thiệt hại cho cả hai cây cầu. Ít nhất đấy là thông tin chúng tôi nắm được tới thời điểm này. Ngoài ra thì một số những cái dân cư ở xung quanh khu vực hai cầu họ bị mất điện do cái pháo kích vào đường năng lượng, mất điện và mất khí khí ga. Quý vị có thể thấy mặt cầu này, nó bị một cái vết như này. À, thực tế thì nó cũng chỉ là xây xước cái mặt cầu thôi, còn à, nó không ảnh hưởng gì tới cái cầu ở trong ga. Còn có thể cái cầu ở hướng này thì nó nặng hơn. Nhưng cơ bản cái cầu chính nó là cái cầu trong ga. Và chúng ta cũng biết là khi cầu trong ga nó bị đánh hỏng lần trước thì Nga cũng xây làm cái cầu tạm và gần như họ cũng không bị gián đoạn đáng kể gì. Và đặc biệt là Ukraine cũng không đánh trúng cái đường sắt. Đấy, cái đường sắt mới là cái quan trọng liên quan đến hậu cần còn lại những cái kia thì nó chỉ thuần túy nó mang tinh chất ảnh hưởng tới cái dân sinh nhiều hơn là cái đường sắt và một lần nữa thì Ukraine tấn công vào cầu à, chúng tôi cũng uh, kỳ vọng là nếu họ tấn công vào cầu như thế và thậm chí cả hai cái cầu đúng không ạ thì họ phải tấn công trên mặt đất thì nó mới có một ý nghĩa đấy và họ tấn công như mặt đất nó phải đủ nặng để cho gây ra được một cái sự là, gọi là thâm hụt lớn về cái uh, cung ứng hậu cần đúng không ạ? Để Nga à, bắt buộc phải huy động cái nguồn lực à, dự trữ chiến thuật và chiến lược của họ từ hậu phương, đặc biệt là ở khu vực Crimea. Ra. Và khi hai cầu này bị đánh à, phá như thế thì sẽ cản trở họ à, không thể cứu viện cho cái viện binh à, cho cái mặt trận. Ở đây thì họ sẽ không cần tới những đội quân chiến à, lược rồi, chắc chắn là chiến thuật. Họ cũng có đầy ở khu vực Melitopol, Mariupol và Median rồi nhưng mà rõ ràng chỉ có khi nào mà Ukraine có thể tung ra những đợt tấn công thật lớn, đúng không ạ? thì những cái đấy nó mới ảnh hưởng được. còn với những cái đấy thì chúng ta thấy là họ chỉ là những cái uh, mang tính chất uh, tấn công để gây thiệt hại thông thường thôi, chứ nó không ảnh hưởng gì tới cái mặt trận trong cái đợt tấn công này. Tuy nhiên uh, về cái vấn đề thiệt hại thì chúng tôi cũng không muốn nói nhiều bởi vì nó không có cái gì đặc biệt, đúng không ạ? À, nó chỉ là một cái mũi so với cái vụ mà họ đánh sập cầu Kép thôi. nhưng mà có một cái điều đáng nói và có thể là một trong những vấn đề rất lớn mà rất nhiều người họ đưa ra những cái suy luận chúng tôi thấy cũng rất là hợp lý quý vị biết là trong vụ tấn công ngày hôm qua à, bằng tên lửa của nga vào à, các cái khu vực của ukraine đặc biệt là cái sân bay à, Star konstantinov ở tỉnh kliman chết đúng không ạ à, thiệt hại rất lớn quý vị có thể nhìn thấy những cái này và những danh sách thiệt hại chúng tôi cũng đã nói với quý vị ngày hôm qua đấy thiệt hại video này Thế thì cái câu chuyện nó là Nga đã tấn công vào rất nhiều những cái cơ sở, những cái sân bay của Ukraine nơi mà có chứa máy bay Su-24, Su-25, đúng không ạ? Rõ ràng là họ có cái, cái trang công cụ để họ theo dõi được là mỗi lần cái máy bay của Ukraine nó bắn những quả tên lửa đấy thì nó xong nó sẽ bay về đâu? Đấy, và chắc chắn nó sẽ bay về cái sân bay như tôi vừa nói với quý vị Star Constantinip ở cái tỉnh Kilimanjaro. Thế thì um, bây giờ chúng ta đặt ra một cái câu hỏi như này. 12 quả tấn công tên lửa Storm Shadow thì ít nhất nó sẽ phải có 6 cái Su-24 nó cất cánh. Đúng không ạ? Su-25 nó cất cánh. Và nó bay tới cái khu vực uh, khu vực này, tức là gần khu vực Khe Son. Rồi sau đó nó bắn uh, 6 quả uh, 6 đợt vào khu vực các cầu này. À, phía Nga bắn hạ được 9, còn 3 nó phát nổ. Và sau đó là toàn bộ các kíp lái đấy họ đều quay về để uh, có thể nói là thành công, đúng không ạ? thoát một cách thành công. thì cái câu chuyện là rõ ràng ở phía ngoài phía tiền tuyến thì phía ngoa nga đã không phát hiện và không thể đánh chặn được những cái máy bay này của ukraine. chúng ta cũng biết một phần nó liên quan tới việc là các cái sân bay ở sát chiến tuyến của nga đợt vừa rồi là bị ukraine họ tấn công vào các sân bay, tấn công vào cả khu vực crimea nữa, đúng ạ. Hôm qua họ, hôm trước họ tấn công vào đúng cái khu vực sân bay phía bắc của Simferopol và trước đây họ đã bỏ bom rất nhiều Melitopol, Berdyan, Mariupol rồi. Như vậy rõ ràng cái năng lực mà gọi là tác chiến hàng không không đối không của Nga khu vực này là nó không có mang được cái tính chất gọi là thời gian thực, cho nên nó không thể đối đầu được với lại những cái con máy bay Su-25 tới để mà ném bom. Thứ hai nữa cũng có thể Su-25 nó dùng một cái chiến thuật nào đó, đúng ạ, bay siêu thấp hoặc là được che chắn bởi cái tác chiến điện tử nào đó của phương Tây vân vân khiến cho nó trở thành vô hình khi mà nó cất cánh ở đâu đó mà phía Nga cũng không phát hiện ra để có thể đánh chặn. Hoặc thứ ba cũng có thể là do một cái sự lơ là nhất định nào đó như là một cái bản tính vốn có của người Nga đúng không ạ? Cái đấy chúng ta cứ phỏng đoán như thế đã. Tuy nhiên thì cái giả thuyết quan trọng nhất mà mà chúng ta bàn đến đấy là một cái việc là sau khi những cái máy bay đấy thì cái khả năng cao nhất nó tấn công về thì nó sẽ bay về đúng cái sân bay stantin uh, Const, uh, star Đấy. và từ cái sân bay này thì nó có thể bay sang biên giới của rumani và nó bay sang cái biên giới của ba lan để nó đồn trú tức là đỗ tạm ở đó và như vậy rõ ràng nga đã theo dõi được cái sân bay đến đây và họ đã tấn công họ đã đánh tên lửa vào nhưng cuối cùng cũng không tiêu diệt được những cái sân bay đó mà chỉ tiêu diệt được các cái thứ liên quan tới kho vũ khí, kho dầu này nọ vân vân, cơ sở hạ tầng của sân bay thôi, đúng không ạ? Và sau mỗi lần như thế thì Ukraine họ phát động tấn công. Ví dụ như ngày hôm qua, sau khi Nga tấn công tên lửa vào ngớt một cái thì Ukraine đã bay những cái máy bay đó từ cái biên giới của Ba Lan chúng ta không biết là từ đâu đúng không ạ nhưng mà chỉ có hai cái nước Rumani, Ba Lan là gần nhất còn lại thì có thể có Hungary và Séc uh, Cộng hòa Slovakia nhưng mà tỷ lệ nó thấp hơn và sau khi nga tấn công vào đây thì ukraine lại quay trở lại sân bay đúng không ạ họ lại uh, quay đây để họ lắp đạn lắp uh, tên lửa lắp uh, uh, bổ sung xăng dầu và họ từ nơi đó họ ra đó tấn công rồi sau đó họ về đây lại đổ xăng dầu và sau đó bay về các sân bay và như vậy tất nhiên với những chiến thuật như thế thì nga không thể nào có cách nào để xử lý được bởi vì những cái việc nga xử lý nó toàn vào một cái thời điểm nó cố định thôi nó không thể theo cái thời gian thật được đúng không ạ Rõ ràng là người đại diện của cơ quan phòng không Ukraine, họ nói rằng là phía Nga đã tấn công vào sân bay của chúng ta. Tuy là tổn thất, có tổn thất nhưng mà đội bay của chúng ta không bị ảnh hưởng bởi vì chúng ta đã áp dụng những chiến thuật rất cơ động. Và như thế rất có khả năng chúng ta suy đoán từ cái lời của ông ta những cái việc như này là có, đúng không ạ? Và đấy cũng là lý do mà Ukraine đã và đang hối thúc cái việc mà đào tạo phi công F-16 bởi vì họ tự hiểu biết là ở sân ở, ở khu vực uh, Ukraine thì họ không có cái cơ sở tầng để có thể bay và tấn công được F-16. Nhưng mà với cái chiến thuật như này thì hoàn toàn là họ có thể chỉ cần dùng một cái đường băng nào đó lớn đáng kể, đúng không ạ? để mà họ bay từ các cái sân bay của NATO sang rồi sau đó họ nạp đạn, hạ nạp nhiên liệu uh, và tấn công, sau đó họ bay về và như vậy là một cái chiến thuật có thể nói là là rất là thông minh, rất là hợp thời, đúng không ạ? Và nếu như những cái lời phát ngôn cũng như là sự tự tin của Ukraine về sân bay và máy bay như thế thì chúng ta cũng thấy đây là một kịch bản có thể nói là một trong kịch bản nó nó diễn có cơ hội lớn nhất xảy ra đúng không quý vị? Còn rõ ràng là ở chân đất của Ukraine ít nhất từ miền Trung đến miền, miền Đông thì tôi nghĩ rằng phía Nga họ sẽ theo dõi được để họ xử lý được các cái sân bay và máy bay của Ukraine. Đây là video hệ thống phòng không Panzer tiêu diệt tên lửa Storm Shadow như vậy là hệ thống phàng phòng không Panzer thì nó có thể tiêu diệt được Storm Shadow nhưng cái vấn đề là Storm Shadow mà nó bắn 12 quả một lúc thì chắc chắn sẽ bị lọt đúng không ạ như vậy là nga đã tìm ra được cái khắc tinh nhưng mà cơ bản là họ vẫn chưa hoàn thiện được các cái bịt được các cái lỗ chúng ta biết là biên giới nó rất rộng đúng không ạ và họ bắn nhiều một lúc như thế thì tất nhiên là cũng rất khó và tất nhiên nếu khó thì nó sẽ bù đắp được lại bằng cái việc họ sẽ bổ sung và tôi tin chắc là Nga cũng đang hối thúc rất nhiều để mà sản xuất các cái hệ thống phòng không tầm trung và tầm nhỏ để tiêu diệt Storm Shadow, các loại tên lửa tầm xa cũng như các cái loại UAV của Ukraine. Cũng liên quan một tí tới cái vụ tấn công tên lửa của Nga vào lãnh thổ Ukraine trong ngày Chủ nhật. Thì phía Pháp tự dưng, chúng ta cũng biết là động lực là gì rồi, nhưng mà họ tự dưng, họ lên án Nga là tấn công và tên lửa vào lãnh thổ Ukraine gây thiệt hại kể cả người về ngủ và của. Và sau đó thì quý vị có thể biết không là chỉ gần như là ngay lập tức thì phía Ukraine đã thấy xuất hiện một cái loại tên lửa của Pháp, một cái loại tên lửa đất không đối đất mới mà Pháp viện trợ cho Ukraine. Đây chúng ta có thể thấy là ông Zelensky, ông còn khoe luôn là cái tên lửa đấy là tên lửa SCAM. Có tầm bắn 290 km từ máy bay và nó khá giống lại Storm Shadow. <laughs> như vậy là một phiên bản tên lửa khác đúng không ạ? Ông còn ghi lên là Slava Ukraina, có nghĩa là vinh quang Ukraina. Đây. Đây, sau đó là còn ngồi cả cái chương trình giả lập bay F16 rồi chui cả lên máy bay của SU20, 22 Như vậy là làm giống như là tổng thống Putin đúng không ạ? Và tổng thống Putin ngày xưa nhưng mà trông có vẻ nó không được nó có cái gì đấy nó hơi là lạ trông giống như kiểu là trẻ con bị uh, bố mẹ bế lên bắt chơi ở đồ chơi người lớn ấy, đúng không ạ trông căng thẳng và không có cái thần thái có nghe ông janki là phải tìm cách để đuổi cái thằng mà chụp ảnh cho ông đúng không ạ thằng này chắc nó chụp cho ông ấy từ cái hồi thượng đỉnh nato ấy, và bây giờ ông ấy chắc là vẫn người nhà về đây vẫn giữ nó để chụp ảnh chụp cái bức ảnh như này để pr nó chết không lên máy bay thì cũng phải giống như putin với bút đeo kính đen đúng không ạ đầu ngẩng cao lưng thẳng đấy, các thứ trông nó phải hoành tráng lạnh lùng trông lên như kiểu là ngồi run cầm cập thế này thì làm sao mà PR được vâng quay trở lại cái câu chuyện thì quý vị thấy không là pháp nói rằng là pháp lên án và sau đó thì ngay lập tức đã có tên lửa của pháp xuất hiện ở ukraine không thể báo trước chỉ trong vòng một diễn biến trong một sát na đấy thế thì cái câu chuyện là những gì người pháp làm đúng không ạ cung cấp mọi thứ cho ukraine để chống nga và rõ ràng người nga biết người pháp làm rất nhiều cái việc đó nhưng người pháp là người không dám nói đúng không ạ và bây giờ người nga đã trả đũa người pháp ở châu phi và sau khi người nga trả đũa người pháp ở châu phi hất cảng pháp ở châu phi thì bây giờ pháp bất ngờ tuyên bố lên án nga tấn công tên lửa còn bây giờ thậm chí là anh và mỹ và phương tây cũng chẳng thể buồn lên án nữa thậm chí người ukraine bây giờ cũng không còn lên án nữa quý vị ạ bởi coi đấy là một thực tế chiến tranh đúng không ạ nhưng mà lên án sau đó là tuyên bố sẽ gửi vũ khí và chưa tuyên bố xong vũ khí đã có mặt rồi sau đó sẽ nọ pháp nói rằng là sẽ đi tới cuối con đường để mà hỗ trợ ukraine bằng được để chống nga như vậy là rõ ràng chúng ta sẽ thấy là đây là một trong những cái đòn trả đũa của người pháp nhưng thực tế họ đã làm cái việc này từ trước rồi chúng ta xem là người pháp là đi đến cùng thì cái đất nước của họ sẽ đi đến đâu tất cả những cái việc họ đã làm đối với nga uh, trong cái cuộc chiến này đã dẫn tới cái đất nước pháp bây giờ nó như thế và cả thuộc địa pháp có những nguy cơ đúng không ạ uh, và bây giờ họ vẫn còn chưa rút kinh nghiệm và họ tiếp tục uh, chuẩn bị dấn thân sâu hơn không biết là họ sẽ chấp nhận được những cái vết thương sâu đến đâu và mỗi lần tôi nghe thấy cái khẩu hiệu vinh quang uh, Ukraine, tất nhiên là tôi không có bài xích, nhưng mà giá mà họ ghi rằng là quyết tử, đúng không ạ? Thì chắc chắn là họ có một cái phần thắng lớn hơn một chút. Chứ còn bây giờ nói thật ra là họ không có cái gì để nói về cái từ vinh quang, cho nên nó hơi hơi quá. Quý vị biết không, là hôm nay thì ông Zelensky, ông ấy lên ông phát biểu, ông ấy cảm thấy rất bức xúc, rất ngạc nhiên, rất ngỡ ngàng và rất buồn bởi vì thái độ của dân chúng ukraine thứ nhất bây giờ nó có cái xu hướng là xu hướng cầu hỏa thứ hai nữa là xu hướng ở trên mây đấy và ông đi ông trách nhân dân của mình nhưng mà quý vị có thể biết tại sao nó như thế không quý vị bởi vì từ trước đến giờ chính phủ ukraine và chính phủ phương tây nhồi vào cái đầu óc của người ukraine nói rằng là người nga yếu phần thắng chắc chắn thuộc về ta và lúc nào cũng vinh quang ukraine có nghĩa rằng là cái gì nó cũng cảm giác nó thắng đến nơi rồi đúng ạ nga bị đè bẹp đến nơi thế thì bây giờ nói như thế thì dân người ta phải chủ quan người ta phải hững uh, hờ đúng ạ người ta phải ăn chơi xả láng là cái chuyện đương nhiên rồi và người ta bảng quan là chuyện đương nhiên chứ còn nếu như mà nói rằng là chúng ta phải quyết tử để dẫn đất nước mình thì rõ ràng là cả toàn dân họ phải hy sinh nguồn lực hy sinh những ngày nghỉ hy sinh mọi thứ để người ta uh, xây dựng uh, chiến hào công sự đúng ạ để hát quốc ca, để đào hào, để mà làm đủ mọi thứ, để nâng cao tinh thần. Nếu không chiến đấu thì cũng phải nâng cao tinh thần. Nhưng mà đây cứ nói rằng là vinh quang Ukraine, rồi chúng ta sẽ đè bẹp Nga, chúng ta sẽ đến Crimea vào mùa hè năm nay. Thế thì dân nó chả đi du lịch ra. Quý vị biết không? Là ở ngay cái tỉnh Czech ở Osumi này này, tỉnh biên giới, đang giao tranh, nó có có mấy cái hồ to đùng ở đây. Mà đang giao tranh như thế ở phía bắc của Sumi, mà ở phía nam Dân chúng nó đổ kín xe, không khác gì xe của chúng ta bắn pha hoa đêm giao thừa ở hồ Tây, uh, hồ Gươm. Ấy. Nó kín mít như thế. Xong rồi người cởi trần, người đi kini nhảy xuống hồ tắm Đông nhìn kín mít người như là Trung Quốc. Vậy thì còn đánh nhau cái gì nữa quý vị? Nếu như mà người ta làm ở khu vực miền Tây này thì thôi mình có cái để mình mà, mà mình bào chữa, đúng không ạ? Đấy, thế nhưng mà bây giờ Sumi nó là tỉnh biên giới đang quanh nhau ủng hoàng rồi. Thế mà công còn có thể đi bơi và xe ô tô thì độ kín mít toàn xe sang, đỗ là vậy. Thế thì tinh thần đâu để mà dân chúng nó đánh nhau nữa, đúng không ạ? Quân sĩ nó đánh nhau. Rồi là sàn nhảy Odessa, Kiev, Lviv gọi là vung vít suốt cả đêm. Tất cả như tôi chúng tôi đã từng nói với quý vị thôi, đúng không ạ? Nếu như mà truyền thông nó không đi quá đà, nó không khẩu hiệu nó cũng không đi quá đà, vinh quang nó không đi quá đà thì có thể họ có được những cái lợi thế nhất định, nhưng bây giờ thì nó hơi quá rồi và bây giờ chữa nó rất khó rồi. Nhìn cái mặt của ông Zelensky ông ngẩn ngơ khi ông ông ngỡ ngàng khi ông nói ra những cái câu như thế thì chúng ta thấy một điểm là khi ông làm những việc như vậy, ông không nghĩ tới hậu quả, đúng không ạ? Còn chúng tôi và quý vị chắc chắn một phần lớn quý vị cũng biết ngay rồi, những cái vật việc đấy nó chỉ mang lại cái ma túy tinh thần thôi, còn lúc khi mà nó phanh phui được nó có việc nó diễn ra thì người ta mới thấy hậu quả của nó và hậu quả nó nguy hiểm chỗ hậu quả đấy không thể khắc phục được. quý vị nhớ kể cả những thứ ở phương tây bây giờ những thứ liên quan tới chuyển giới rồi những thứ ở mỹ bây giờ ấy, hậu quả như thế biết nó xảy ra nhưng không có cách nào đảo chiều được xã hội nữa. kể cả vấn đề súng đạn quý vị nhớ là bây giờ không muốn nước nào muốn đất nước mình súng đạn mà nó một người sở hữu hai khẩu súng mình ra đổ xăng thế xong rồi mình mình ra đổ xăng cái xe kia nó vào nó đổ xăng nó cướp đường của mình Thế xong mình chỉ có đạp vào cái bánh xe của nó, nó rút súng nó bắn 3 bốn phát và mình chết luôn. Một đất nước nào làm như thế không quý vị? Chẳng qua bây giờ nó không thể nó đảo được lại nữa, đúng không ạ? Đấy, và cái câu chuyện đấy nó tất cả nó là truyền thông để người ta bán súng đạn, để mà nuôi vỗ béo của những cái con tài phiệt vũ khí. Và bây giờ nó đã làm hại nước Mỹ. Và bây giờ người Mỹ đem tất cả những bệnh đấy để mà giống như kiểu đồng tiền lạm phát của họ, ấy, nó, nó xuất khẩu hết ra thế giới để cho các nước khác cũng mắc bệnh, đúng không ạ? Đấy, và câu chuyện đấy bây giờ nhiều người cũng khôn rồi. Nhưng mà thế nào thì thế, các nước G7 phương Tây rồi cũng nhiễm hết các cái bệnh của Mỹ thôi. Chúng ta cứ nhìn mấy ông Canada chúng ta biết. Và cũng liên quan tới cái vụ tấn công tên lửa của Nga vào lãnh thổ Ukraine hôm qua thì phía Nga công báo là họ có tấn công tổng cộng có 90 cái thôi, nhưng mà tính ra thì Ukraine đã bắn hạ tới 123 quý vị ạ. À, bắn hạ 123 trên tổng cộng đến 90 tên lửa của Nga tấn công ra. Vâng, đúng là Uh, slava ukraine đúng không ạ vinh quang ukraine và tất nhiên là cũng vinh quang theo cách đó đối với hệ thống phòng không ukraine và chúng ta nhớ nếu như mà hệ thống phòng không này một ngày nào đó nó lại giống như cái khẩu hiệu và cái truyền thông của ukraine như thế rồi đến lúc đấy là lại ngơ ngẩn người ra một lần nữa đúng không ạ lại ngã ngửa tiếp Uh, theo như bộ quốc phòng Nga thông báo thì uh, tất cả những vụ tấn công của Nga trong đêm qua vào các mục tiêu đã chỉ định từ trước đều đánh trúng, gần như là hiệu quả, gần như 100%. Đấy. Tất cả những trung tâm hậu cần, sân bay, uh, các nhà máy xí nghiệp uh, và các kho đạn, uh, kho đạn và kho kho gì nhỉ? Kho nhiên liệu đã bị đánh cháy ở tất cả rất nhiều nơi bởi vì phía Nga sau đó thì họ Uh, theo dõi bằng cách bây giờ nó không còn video và ảnh nhiều nữa thì họ theo dõi bằng cách là họ đo những họ dùng những cái loại vệ tinh đời mới ấy họ đo tầm nhiệt ngay tại chỗ để để theo dõi cái mức độ biến đổi của nhiệt theo uh, trong một khoảng thời gian nhất định đã, và họ thấy cái sự biến đổi cũng như là cái mức nhiệt nó bao nhiêu để họ biết về những cái sự tổn thất uh, kết hợp với những hình ảnh uh, của cái vệ tinh đó về cái khu vực họ tấn công Vâng và như vậy thì cả hai bên đều thắng. Ukraine vẫn tiếp tục thắng trên không gian mạng, còn phía nga họ vẫn thắng ở trên không gian chiến địa. Vâng đây là thêm một vài video và hình ảnh nữa về vụ tấn công của Ukraine vào các cây cầu. Đây cũng gần khu vực bà con cũng đang uh, hóng mát ở bãi biển Azov đây. Đây là hình ảnh chiếc uh, UAV tấn công vào Moscow. Trông nó rất to đúng không ạ? Có nghĩa rằng nó mang theo rất nhiều cái uh, năng uh, cái 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 nhiên liệu, năng lượng. Và cũng thêm một hình ảnh liên quan tới tấn công cầu từ xa. Biến uh, liên quan tới các hoạt động chiến thuật của hai bên. Chúng ta nhớ là sau khi mà phía một cái sự kiện khá quan trọng mà chúng tôi nói với quý vị là sau khi phía Nga họ tìm ra cái trung tâm truyền máu của Ukraine ở khu vực Kupian thì sau đó họ đã tấn công vào và có thể nói họ tiêu diệt được rất nhiều những cái người binh sĩ bị thương ở khu vực đó đấy và khiến cho Ukraine họ rất nổi giận họ rất nổi giận xong thì phía Ukraine trả đũa bằng việc là họ tấn công và đạn chùm vào trung tâm Donetsk chúng ta có thể thấy những hình ảnh này họ tấn công đạn pháo và là đạn trùm vào trung tâm Donetsk gây thiệt hại rất nhiều cho người dân hình như là có cả người dân thiệt mạng nữa họ bắn vào trường đại học kinh tế đô Nhét. đây nhìn chung là cái việc mà công khai sử dụng đạn chùm để tấn công vào dân cư ấy nó là tôi nghĩ rằng nếu như phát xít đức đúng không ạ họ có sống lại thì chưa chắc họ đã làm bởi vì phát xít đức nó khôn nó không sử dụng đạn để nó tấn công vào cái việc đấy một cách nó vô bổ mặc dù là người ta không quan tâm tới cái việc là có hại cho dân hay không nhưng ít nhất đúng không ạ là nó không sử dụng cái đấy để mà nó phí đạn bởi vì đạn đang rất quan trọng đối với ukraine nhưng mà ukraine thì vừa có tố chất của phát xít nhưng mà lại họ lại không có được những tố chất của phát xít đúng không ạ cho nên họ đã sử dụng đạn chùm để tấn công vào và họ cũng thừa biết một điều là phương tây đứng đằng sau để lấp liếm tất quả bưng bít tất cả những cái việc này cho họ cho nên họ đã làm việc này đây là một tội ác chiến tranh rõ ràng quý vị nhớ nhé những cái gì người Pháp nói về việc là nga tấn công tên lửa vào các sân bay, uh, kho đạn vân vân của Ukraine là một tội ác chiến tranh như hôm qua người ta nói. Nhưng cùng lúc đấy, Ukraine tấn công đạn chùm vào Donetsk, giết người dân, đúng không ạ? Làm thiệt hại rất nhiều cái liên quan đến dân dự sự và để lại rất nhiều những cái mảnh đạn chùm ở trên mặt đất. Hôm qua người ta còn uh, còn còn uh, quay được cả cái đó. Và nếu như đứa trẻ mà nó cầm vào cái đấy nó làm đồ chơi thì lập tức nó có thể mất chân hoặc mất mạng ngay. Thế nhưng mà cái anh Pháp của chúng ta đấy lờ tịt đi, không nói một câu nào, nhưng mà lúc nào thì cũng vỗ ngực nói rằng mình là kinh đô của dân chủ và ánh sáng nhân quyền, đúng không ạ? Vâng, như là một ngày chủ nhật rất đẫm máu. Chắc chắn là sẽ sẽ còn những cái hoạt động leo thang của hai bên uh, liên quan tới những cái việc công kích như thế quý vị ạ. Chắc chắn sẽ còn Mà tôi nghĩ rằng kết luận của tôi về cái việc này ấy, thì uh, Ukraine lại một lần nữa họ lại chọn uh, cái đối thủ sai, đúng không ạ? có nghĩa rằng người nga thì họ bom đạn của nó rất mạnh về phá chúng ta nhớ là bom đạn của nga nhiều khi nó không chính xác bằng phương tây đâu bởi vì nó vẫn sản xuất theo cái học thuyết của liên xô ngày xưa đúng không ạ sức công phá lớn nhưng mà cái tầm độ chính xác của nó không bằng của phương tây và cái cơ bản học thuyết phòng ngự thì nó cũng liên quan tới cái việc đó còn phương tây thì họ phải uh, cơ động đúng không ạ di chuyển nhanh rồi là sức tấn công uh, chính xác uh, và có thể là đến và rút lui một cách nó nhanh chóng tức là cái khả năng cơ động cao tầm bắn xa thế nhưng đối với nga thì rõ ràng là họ có những học thuyết mà nó có thể tàn phá đúng không ạ mình cứ nói nôm na là nga rất giỏi tàn phá và ukraine bây giờ đang chọn một cái điểm yếu của họ để đối đầu với nga một cái đất nước có khả năng tàn phá lớn nhất thế giới đúng không quý vị mình cứ nói đúng ra về về một cái nghĩa rộng thì những loại bom đạn của nga có sức tàn phá thế giới Bây giờ quý vị biết ấy, là bom chùm của Ukraine hôm qua binh sĩ ở Donetsk kêu rời. Là bây giờ họ than trời đất. Họ bảo là chúng ta đã phạm một sai lầm cực lớn khi sử dụng bom chùm. Bởi vì bom chùm của Nga, đạn chùm của Nga, sức công khá nó gấp 10 lần của chúng ta. Đấy. Thế bây giờ chúng ta cứ thử thấy. Ấy. Những mỗi lần có tí bom đạn chùm thì cả nước hân hoan. Đúng không ạ? Mỗi lần bắn vào khu vực dân thường, bắn vào cầu kiếc, dân sự cả nước hân hoan nhưng họ không biết là tất cả những cái đấy thì người nga có cái năng lực ít nhất là gấp 10 để làm với họ mà chắc chắn một cái đất nước như nga thì chả gì mà họ phải nương tay với lại ukraine với phương tây nữa đúng không ạ chắc chắn là họ không có nương tay trước đây thì putin và nga còn nương tay nhưng bây giờ ukraine những cái thành phần mang tính chất dân tộc và quân đội thì chắc chắn là bây giờ họ không nương tay nữa rồi cho nên là chắc chắn là nếu mà họ làm thiệt hại cho người nga một bằng những vũ khí hủy diệt thì tin chắc là họ sẽ nhận là ít nhất là 10, còn không muốn nói là có thể nhiều hơn thế. Và câu chuyện nó vẫn diễn ra từ đầu cuộc chiến đến giờ, đúng không ạ? Và chắc chắn nó sẽ diễn ra đến tới cuộc chiến, quý vị cứ để xem bởi vì thực tế bây giờ nếu Ukraine không làm thế thì họ chả biết làm gì nữa cả. Đấy là những cái duy nhất mà họ có thể gây thiệt hại cho Nga, đúng không ạ? không làm thế thì còn biết làm vào cái gì nữa. Tôi nghĩ rằng Ukraine uh, vẫn tìm cách và chắc chắn họ sẽ còn tìm cách và họ nên tìm cách tấn công vào những cái tàu uh, Uh, quân sự của nga ở biển đen, đấy vẫn là cái cách mà nó gọi là nó chính hợp pháp và nó nguy hiểm nhất thôi. Còn những cái khác thì tôi thấy họ cái khả năng để họ bật lại được là rất khó, đúng không ạ? Bây giờ chỉ gây được thiệt hại như thế về quân sự. Còn về dân sự thì chúng tôi cũng không dám nói, bởi vì mình nói ra thì lại bảo là cổ suý cho tiến chiến tranh, tội ác chiến tranh, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta cũng đã thấy những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật ngay uh, trước khi những diễn biến quân sự luôn là ở Ả Rập Xê út thì hội nghị thượng đỉnh đã hết, kết thúc ngày thứ hai rồi, ở ngày thứ nhất rồi, ờ, chúng ta cũng thấy là phía Ukraine bây giờ không còn đòi bắt buộc các nước phải đi theo cái lộ trình 10 điểm của họ nữa, đấy. Tuy là các nước Anh, Mỹ cũng luôn rêu rao về vấn đề uh, quyền của đất nước, toàn viện lãnh thổ, rồi là hiến trương Liên hợp quốc vân vân, nhưng mà cơ bản bây giờ là cái tính linh động của nó đã có ở đấy rồi, có nghĩa rằng Uh, mình mình có nhiều yếu tố nhưng mà chúng tôi chỉ cần nói một điểm, có nghĩa là Ukraine đã xuống nước, đúng không ạ? Xuống nước liên quan tới cuộc chiến và có nghĩa rằng họ đang sẵn sàng để hòa bình rồi, nhưng mà họ không dám nói chuyện trực tiếp với người Nga mà họ lấy cộng đồng thế giới, đúng không ạ? Và lấy Anh lấy Mỹ làm con quáo ộp ra để gây sức ép với người Nga. Tức là một lần nữa họ lại phạm phải đúng cái sai lầm của họ. Đúng không ạ? Họ mà không lấy Anh lấy Mỹ thì Nga còn có thể buông tha Chứ nếu như mà họ lấy Anh lấy Mỹ rồi là lấy những người bạn của Nga ra để ép Nga thì họ lại đi gãi chúng vào cái bệnh của gấu Nga. Đúng không ạ? Là lúc bấy giờ tay nó đang gãi mông thì nó quay sang nó tát và phát vào mặt cho lại vêu mõm. Và như vậy chúng ta thấy là hôm qua thì ông Peskov ông cũng lấy lời của sếp của ông ông bảo là đây không phải thời điểm để chúng ta đàm phán hòa bình. Chưa tới lúc Đấy, chúng ta còn nhiều việc phải làm ở Ukraine. Quý vị thấy không ạ? Không đàm phán hòa bình thì thôi nhá. Không có cái vụ đàm phán hòa bình này thì Chúng ta còn không biết Nga nghĩ gì, đúng không ạ? Tất nhiên là chúng tôi biết, nhưng mà ít nhất là người Ukraine còn không biết người Nga nghĩ gì. Đấy, người, họ vẫn nghĩ là người Nga muốn cầu hòa lắm rồi, như lời của ông Podoniac ấy, đúng không ạ? Thế nhưng mà bây giờ tự nhiên đi đàm phán hòa bình mà lại không mời Nga, thì cuối cùng là cựu tổng thống Nga lại còn chửi cho, đúng không ạ? Rồi là đại diện của điện Kremlin còn nói rằng là đây không phải là thời điểm để nói chuyện đàm phán hòa bình. Còn lại thì các ông đàm phán hòa bình ở đây thì đa số đều là bạn của ông Nga. Trung Quốc thì đá của chủ trương, Ả à, Đập xê thì là bạn của Nga, Brazil, Nam Phi, Ấn Độ cũng là bạn của Nga, còn Mexico thì nó còn không thèm đến, đúng không ạ? Brazil hình như nó cũng không thèm đến. Thế thì câu chuyện như thế là ông tốn tiền, đúng không ạ? Tổ chức hòa bình chắc chắn là tốn tiền chứ còn gì nữa. Đấy, và cái đầy, điều đấy nó nói cho chúng ta một cái vấn đề là gì? Là Ukraine thèm hòa bình lắm rồi. Hôm qua thì một trong những cái đội quân có thể nói là tinh nhuệ và hiếu chiến hàng đầu Đúng không ạ? Không phải là dân tộc cực đoan nhưng hiếu chiến hàng đầu và đã nói rằng mùa hè năm nay chúng ta vào uh, đi nghỉ mát ở Sevastopol đấy, quý vị nhớ không ạ? Đấy nhưng mà cuối cùng ngày hôm qua đã phải đổi giọng, từ cái việc đấy cho tới bốn năm lần đổi giọng thì bây giờ đã đã nói là mùa đông đến rồi, chúng ta cần hòa bình và tôi hy vọng là mùa đông năm nay chúng ta sẽ có hòa bình. Và bây giờ thì tôi càng khẳng định với quý vị ấy là bắt đầu từ thời điểm này, người Nga sẽ càng ngày càng chủ trương cuộc chiến trường kỳ đối với lại phương Tây và Ukraina hơn nữa. Đến thời điểm thì người nga không thể buông được nữa rồi, đúng không ạ? Vâng, nói uh, ngoài chiến trận hơi nhiều nhưng mà cũng rất gần đến chiến trận này quý vị. Chúng ta đến với mặt trận Khe Sanh đi. Mặt trận Khe Sanh thì giao chiến vẫn diễn ra ác liệt. Bây giờ cái trận đấu ở Khe Sanh nó thú vị ở chỗ nó không giống những trận đấu khác quý vị. Nó cứ diễn ra ở hai bên bờ sâu những cái uh, kênh rạch đúng không ạ? Những cái bán đảo, những cái châu thổ vân vân. Đấy và đặc điểm của nó là Nga luôn tìm cách để phá được rất nhiều cái trang thiết bị vũ khí của Ukraine. Đây là một khẩu pháo M77 bị phá khi đã nấp trong rừng. Còn đây cũng là một khẩu M77 khác cũng nấp trong rừng nhưng mà cuối cùng cũng bị lần ra. Có thể nói là người Nga người ta thù cái con M77 này cho nên người ta tìm mà người ta diệt bằng được. Pháo Mỹ mà cũng là một trong những lý do để người Nga cho bàn dân thiên hạ biết một cái vũ khí 20.000 đô của họ, đúng không ạ, có thể tấn công để tiêu diệt một khẩu pháo. Khẩu này thì tin chắc là nó cũng phải đến mấy trăm nghìn đô đấy quý vị, nếu không muốn nói là nó có thể tới triệu đô đúng không ạ. Và cũng là một vụ tấn công vào điểm đóng quân tạm thời của Ukraine ở phía bên bờ trái sông Kherson. Ở khu vực Kherson, Ukraine thiệt hại 40 binh sĩ, 8 xe theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga. Chúng ta đến với lại khu vực Zaporizhia. Pattaya thì hôm qua phía Ukraine họ luân chuyển quân ở khu vực này. Họ hai xe bán tải đến rồi chạy lòng và lòng vòng. Cuối cùng Nga tìm thấy họ pháo kích vào hai cái xe đấy và cả cái đội ngũ đấy nó dã đám. Không biết về sau thì như nào. Nhưng còn đến hướng Rabutino thì lại tiếp tục gây sự điên rổ quý vị ạ. Đây là cái đồ họa của trận đánh tối qua ở Rabutino. Một trận tấn công của Kena bao gồm khá nhiều xe tăng, xe bọc thép và không biết là bao nhiêu bộ binh khi tấn công vào đội hình của, của Nga bị các loại pháo phản lực, các loại pháo và các loại súng chống tăng và kể cả đạn chùm của Nga tập trung hỏa lực vào. Sau đó thì một vài cái xe đã bị tiêu diệt rồi cũng không biết là bao nhiêu binh sĩ bị thiệt mạng và toàn bộ quân phải rút về và sau đó thì Nga phản kích theo và chúng ta thấy những cái kết quả của cuộc phản kích đây theo bản đồ trung lập mà uy tín 100% mọi thời đại thì phía Nga lại đuổi theo phản kích và họ lại tấn công chiếm lại được thêm có thể nói là cũng khá nhiều đúng không ạ bây giờ gần như là Nga chiếm lại đã tới sát cái cánh rừng đóng quân của Ukraine đây rồi đã sát rất sát rồi khu bên trái thì nó điểm xám nó cũng lên ở bên phải rồi bên trái thì là thị trấn Rabutino đấy còn bên phía này thì cũng uh, cái tầm như này thì cũng chả giữ được lâu đúng không ạ cũng không có cái gì để bấu víu vào cái điểm dở là các cái khu vực này của Ukraine nó rất là trống không có khu định cư để nấp bên này thì còn tí cánh rừng bên trên thì còn có tí cao điểm và một vài cái định cư nhỏ đấy còn bên dưới thì cũng là cái định cư của nga rồi và cái chiến tuyến của nga đây rồi rất khó để Ukraine có thể tạo được tỷ tích ở cái mặt trận này như vậy lại thêm một trận đấu hết sức là điên rồ và buồn cười nữa. Đúng không ạ? Chúng ta không biết là Ukraine đã thiệt hại bao nhiêu như nào. Nhưng mà chúng ta chỉ thấy những cái cách mà họ tiếp tục nướng quân như thế nó rất là nó rất là vô lý. Đúng không ạ? Rất là phi nghĩa và vô lý. Đấy, lại một vụ nữa. Đã không trộm được gà còn mất thêm nắm thóc. Đã mất vào thiệt quân. Đúng không ạ? Lại còn bị Nga lại phản công để tấn công lại đất. Quý vị có thể để thấy để ý cái chiến thuật của Nga không ạ? bình thường thì họ phải nhàn nhã lắm họ mới phản công đúng không ạ còn họ sẽ luôn nhân cái đà mà họ, khi mà ukraine phản, phản công vào họ đập tan các mũi phản công đấy sau khi quân nó te tua rồi thì họ đuổi tràn theo để họ chém giết đúng không ạ và như vậy là vừa tiêu diệt được rất nhiều nhưng mà vừa tiện tay để mà chiếm luôn cả những khu vực đất uh, chiến hào công sự của cái này luôn và rất nhiều cái điều này nó xảy ra trong suốt những ngày thời gian gần đây rồi khi nào thì người ta làm thế hả quý vị khi người ta cực kỳ ung dung, đúng không ạ? Người ta rất bình tĩnh ung dung, làm chủ trận địa thì người ta mới làm được cái chiến thuật như vậy. Ở khu vực uh, Gulepole thì uh, hôm qua phía Nga đã bắt đầu tấn công bằng bom FAB vào các khu vực lân cận và trung tâm Gulepole. Sau đó thì xe tăng của Nga xuất kích từ hai hướng này, tiến tới sát biên giới và nã đạn vào uh, các cái uh, khu vực đóng quân của Ukraine ở phía ngoại vi phía Nam Tây Nam ở Đông Nam Gulepole. không biết là Nga sẽ định làm gì ở khu vực này hình như là cũng mời đúng không ạ cũng câu dẫn Ukraine để làm gì đấy ở khu vực này luôn đi để cho Nga gọi là đánh thì đánh một thể cho về nhà gọi là rửa vũ khí cho nó tiện chúng ta cũng thấy một điểm là tất cả những cái gì Nga muốn Ukraine thể hiện thì gần như Ukraine cũng đã thể hiện khá nhiều rồi tôi chỉ thấy một điểm là trong cái cuộc phản công này nếu dưới góc nhìn của người Nga thì Ukraine mới tung ra cái nắm đấm mạnh của họ nhưng mà chỉ có một đợt thôi, hai đợt nhỏ thôi đúng không ạ? Chứ chưa tung ra được hết cú đấm để mà Nga vét toàn bộ cái nguồn lực của Ukraine khu vực này. Và rõ ràng là bây giờ là họ đang đang tìm cách để ve vãn Ukraine tung nốt cái nguồn lực họ vốn đã muốn cam kết ở giai đoạn 2 vào. Nhưng đến thời điểm này thì Ukraine cảm giác như là họ chưa có cái dấu hiệu họ định làm cái việc đó mặc dù họ vẫn tập trung quân nhưng mà cảm giác như họ mất cái đà quý vị ạ. Họ không cần cái đà nữa cho nên là nó đánh đấm nó kiểu như là nó 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 cho nó nó hết cái nhiệm vụ ấy. Đúng ạ. Đánh cho nó có đấy. Và chúng ta đến với là cánh chính ở phía Nam Đột Nhét, khu vực Vremika, Staromajor. Thì chúng ta thấy là phía Ukraine, phía Nga đã phản công rất nhiều trong thời gian qua bằng các cuộc tấn công pháo kích bom và các đội đặc nhiệm vào xong họ lại rút ra à, uh, Ukraine thì vẫn giữ được cái cơ bản về cái vùng xám của thị trấn này đồng thời thì họ đóng quân ở phía miền Bắc sau đó thì hôm qua Ukraine họ đã bất ngờ buổi tối cũng đã chúng tôi cũng đã thiền thuật với quý vị rồi đúng không ạ họ tấn mở các mũi tấn công rất lớn từ bên bên phía bờ sông vượt qua bờ sông từ Staromajor bất ngờ tấn công vào sườn của Uzoyer rồi từ phía bắc họ cũng đổ mũi tấn công rất lớn xuống tuy nhiên thì mũi tấn cả hai mũi tấn công này như tôi nói quý vị là đều thất bại. Đây cái bản đồ này nó cũng ghi cho thấy là không có một cái bước tiến nào ở khu vực này. Phía Nga họ lưu ý và họ thông báo một điểm uh, có thể nói là một trong những cái tin khá xấu đối Ukraine. Đấy là việc là uh, đã tấn công rất nhiều nhưng Ukraine không đạt được những mục đích chiến thuật mà họ mong muốn. Bây giờ họ đã chịu tổn thất rất lớn và uh, đang uh, bắt buộc phải dồn những nguồn lực uh, dự trữ chiến lược về hướng Zaporiza. Như vậy là chắc chắn sẽ làm yếu đi tất cả những cái phòng thủ ở các cái khu vực khác. Nhìn chung là phải sử dụng dự trữ chiến lược. Nó là nói lên một cái tình trạng. Một là đang ở đà thắng rất hoành tráng. Sử dụng nguồn lực chiến lược để đè bẹp quân thù nhằm giải phóng rồi hoặc là chiếm đóng hoặc là kết thúc chiến tranh. Đúng không ạ? Còn thứ hai tức là đang ở trạng thái bị ngược lại. Có nghĩa đang bị đè bẹp. Và chúng ta vẫn nhớ nhé. Vì Ukraine bây giờ thừa nhận là Nga không phải là không tấn công được nữa đúng không ạ phương tây thì suốt thời gian vừa qua nói ra giả là nga không còn đủ sức để tổ chức một cuộc tấn công nữa nhưng bây giờ chính ukraine phải thừa nhận rằng là người nga không thèm tấn công đấy và đấy chính là cái bài của người ta và chúng ta đã rơi vào cái bẫy của nga từ trước đến nay mà không biết bây giờ biết thì nó muộn rồi nếu như mà không uh, ngồi hít các cái loại ma tí tinh thần thì chắc còn biết được chứ hít vào thì làm sao mà biết được nữa đúng không ạ kể cả chuyện nhỏ hơn có khi còn không biết nói gì đến cái chuyện nó vi tế như thế Vâng, tôi có thể dịch một vài những cái tin nhắn của phóng viên Ukraine ở chiến trường Zaporizhia để quý vị xem. Không thì không thì chúng ta lại để, à, à, nói một phía, đúng không ạ? Giao tranh ác liệt diễn ra ở hướng Bediansk, tức là hướng à, này đấy quý vị ạ, Staromajor. Staroma Kẻ thù liên tục của tổ chức các cuộc tấn phản công ở hướng Staromajor, nhưng mà dẫn giống như những lần trước, bọn chúng không có được à, bước tiến nào. Ở khu vực Pritune, thì số phận của thị trấn này nó vẫn nằm trong tay của những kẻ chiếm đóng. Tuy nhiên họ có vẻ không hài lòng về những tình huống hiện tại quân ta đang vây ép thị trấn. Và ở khu vực này chúng ta vẫn đang làm chủ tình hình. Ở khu vực Uzozaya và Novodonetsk quân ta tiến một tí. Đấy, một tí của Ukraine thì có nghĩa là đang bị lùi rồi. Quân chúng ta vẫn tiếp tục duy trì đà tiến công rất linh hoạt. À, rất linh hoạt quý vị ạ. trên toàn tuyến và liên tục à, trong những ngày vừa qua những kẻ chiếm đóng tiếp tục phải cắm vào lỗ những cái nguồn dự trữ chiến lược của họ để mong họ à, hòng à, cản bước tiến của quân ta và họ đã thất bại trong việc làm điều đó không? Vâng. dường như tất cả những cái gì mà người ukraine người ta nói về nga ấy, thì là những thứ mà mà người ta nói về chính họ đúng không ạ à, chúng ta có thể thấy là đấy là cái báo chí còn bản thân các bản đồ của ukraine thì nó nói ngược lại các bản đồ ukraine thì nó cũng giống y cái bản đồ này nó chỉ có một điều là những cái bước tiến của nga ấy, thì nó chậm thường chậm hơn hai ba ngày mà thôi nhưng cuối cùng thì nó cũng giống y như đúc và quý vị nhớ nhá là khu vực này thì ukraine mới chiếm được khoảng độ 50 km vuông đúng không ạ toàn khu vực Zaporizhia Còn uh, ở khu vực Bakhmut thì họ chiếm được hai mấy mét vuông, uh, km vuông, tức là tổng cộng thì khoảng bảy mấy km vuông. Còn Nga thì uh, trong vòng mấy ngày cuối tuần họ chiếm luôn 60 km vuông. Đấy là nói về đất, còn nói thật ra thì đối với Nga, đất nó chưa phải là quan trọng lắm, đúng không ạ? Quan trọng là vị trí thôi. Vâng, và chúng ta đến bên phải của nó để thấy những cái diễn biến uh, mới trong cái mặt trận uh, uh, Vuhledar này. Ngày hôm qua thì Ukraine đã bắt đầu tập trung các cái cánh quân lớn ở toàn bộ ba tuyến Chakhenko. Uh, họ hành quân, họ đóng dọc sông này. Khu vực Prechichi uh, Tipska mấy ngày trước họ đã dồn quân ở đây Nga cũng tấn công và họ cần, bây giờ họ cũng hành quân đến khu vực này. Novo Donetsk thì không chỉ họ hành quân đến mà họ đã tấn công cả mũi tấn công qua vào đây và như vừa rồi họ nói là chiếm được tí đất, đúng không ạ? Và như vậy với cái việc là ba hướng vào ba cái trung ba cái thị trấn tiền tiêu của Nga sát với khu vực này, một trong những khu vực mà có thể nói nếu Ukraine không đột phá được thì họ không thể tiến về hướng Melitopol hay là Mariupol hay Bediansk được đúng không ạ? Và cũng không thể nào mà bảo vệ được cái khu vực Vuleda quan trọng của họ. Cũng như là đánh thẳng vào cái hướng Vuleda luôn. Đấy, cho nên là bây giờ sau khi những bế tắc ở phía bên kia thì Ukraine đã tụ tập lực lượng và tập trung ở hướng này. Phía Nga cũng đã bắt đầu phát hiện và pháo kích vào các cái trận địa của Ukraine ở đây. Và rõ ràng với việc này thì Ukraine sẽ vừa tấn công hướng Uzozeer nhưng mà họ sẽ tung thêm các cái nguồn lực để tấn công uh, khoét thêm hướng này và tôi nghĩ rằng hướng này thì nó khả thi hơn ở chỗ là cái mức độ đô thị nó rất mỏng chỉ có vài cái thị trấn tiền tiêu này thôi còn đâu phía sau là nó rất hoang vắng đúng không ạ và bên dưới thì không có hàng phòng thủ uh, không có công sự chiến hào như vậy rất dễ để ukraine có thể mơ về Mariupol ít nhất là 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 chúng ta nhìn thấy ở trên cái cái chiến địa khơi khơi đó còn chúng ta cũng không biết là phía nga họ có những cái lá bài gì ở khu vực này nhưng mà chúng ta thấy là Ukraine đã bế tắc trên toàn tuyến phía bên trái rồi bây giờ họ đầu tư vào cái hướng này là một cái chuyện đương nhiên thôi cũng như là họ đang bế tắc toàn Zaporizhia và Donetsk và họ cũng đang đầu tư vào một cái kế hoạch chuẩn bị vượt qua sông Kherson ở khu vực bên trái Zaporizhia tức là tỉnh Zaporizhia thì Ukraine thiệt hại chỉ có 80 binh sĩ, 7 xe, một khẩu pháo. Còn khu vực bên phải thì họ thiệt hại 150 binh sĩ, 6 xe, một khẩu pháo phản lực và một khẩu 777. Như vậy là cả hai tuyến này thì thiệt hại nó vẫn cao nhưng mà nó đã giảm khá nhiều, thậm chí bằng một uh, 2/3 so với lại ngày hôm trước và tất nhiên nó cũng phản ánh đúng đúng không ạ những cái diễn biến diễn ra vào ngày chủ nhật, uh, trưa chủ nhật, uh, trưa thứ bảy cho tới trưa chủ nhật chỉ có chiều chủ nhật chúng ta mới thấy nó tăng tốc thêm một tí bây giờ chúng ta đến với khu vực Donetsk à uh, chúng tôi sẽ cùng quý vị xem một vài cái video nó 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 quan trọng ở hướng này uh, chúng tôi bây giờ chỉ có thể đưa ra những cái video liên quan tới tiêu diệt uh, trang thiết bị vũ khí thôi uh, thứ nhất là nó cũng cắt thời gian thứ hai là nó đỡ vi phạm những chính sách của Google đây là một trận đấu ngày hôm qua à, các vụ tấn công của ukraine chúng ta có thể thấy xe của họ nấp ở trong đồi này ở trong rừng này sau đó chúng ta thấy rất nhiều xe của ukraine tiếp tục hành quân đến và tất nhiên trong toàn bộ các vụ tấn công của ukraine trong ngày hôm qua à, ngày hôm qua thì họ thất bại à, tất cả các hướng và cũng giống như tất cả mọi ngày đúng không ạ không có tuần chay nào không có nước mắt Xe phát nổ, sau đó Ukraine tiếp tục điều thêm các đợt xe tới. Đấy, chúng ta thấy là bốn con xe, bốn con xe, một con xe đang đã nổ rồi. Những con xe nó cũng bắt đầu dập dòm ở tuyến phía xa, đúng không ạ? Chúng ta nhìn kỹ, nó thấy một vài những cái bóng ma đen đen. Đây, còn đây chúng ta thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 con xe, à đây nữa, 7, 8, 9, 10, 11. Vâng, rất nhiều xe tiến tới rồi. Đấy, quý vị thấy không? Đây là một trận chiến mới nhé quý vị nhé nhìn 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 như này thì hoành tráng nhỉ nhìn như này mà uh, cứ quay đoạn đầu này mà đưa cho dân thì dân sướng lắm đấy quân ta đang những đoàn xe quân ta đang tiến vào đè vẹp chiến hào công sự của nga nhưng mà ối giời ơi 5 phút sau thì nó nằm la liệt khắp cánh đồng cờ quạt của ukraine tung gọi là tung bay trong gió và dưới làn đạn của nga rồi đến đoạn này thì chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra rồi Vâng, hy vọng là không phải che màn hình quý vị ạ. Vâng, sau đó Nga đã pháo kích vào khu vực đóng quân của Ukraine. Và hình như đây là hình ảnh chúng tôi nói quý vị đúng không ạ? 5 phút sau đây. 5 phút sau là tượng trưng như quý vị nhé. Còn có thể nó là 5 giờ sau. Có những trận đánh bây giờ nó vẫn đang diễn ra mà. Vâng, chúng tôi hay nói mang tính chất nó ước lệ đúng không ạ? Ui dồi ôi, thôi chết rồi cảnh này thì chắc là phải ấy rồi. Vâng, một cái video thôi. Bây giờ chúng ta sang hướng Donetsk. Ở hướng này thì mấy hôm nay cái chiến trường ở khu vực Grasnoholyka nó bắt đầu nóng trở lại. À, sau khi nga tấn công chiếm được khu vực công sự chiến hào và ép Ukraine ở hướng này, thì ngày hôm qua họ đã dừng lại các bước tiến ở đây. Phía Ukraine mở một cuộc phản công về hướng chính Tây của Krasnohorivka ở đây và bị phía U Nga chặn đứng. Sau đó thì đoàn xe lẫn người của họ đành phải quay về. Như vậy là một mũi phản công của Ukraine lại thất bại nữa. Còn bây giờ thì rõ ràng với việc Nga vừa tiến ở đây thì bây giờ họ đang củng cố cái trận địa để chuẩn bị mở những cái đợt tấn công tiếp theo. Và chắc chắn họ đang nghĩ biện pháp phải vào được vào và kiểm soát bằng được hoặc là không thì áp chế bằng được cái thị trấn Nevenesk và chúng ta nói lại cái thị trấn này tuần trước nga đã tiến sát vào cái 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 cái, rìa của nó rồi đã giao tranh diễn ra rìa rồi nhưng mà làm thế nào đó thì phía ukraine đã phản kích vào cuối tuần và họ đã đẩy ngược nga lại và bây giờ ukraine đã chiếm lại được những cái cánh rừng quan trọng ở trước cửa của thị trấn đấy và phía nga cũng đã chưa mở một cuộc tấn công nào bây giờ nếu như họ muốn vây hãm Krasnohorivka thì chúng ta họ phải bắt đầu từ đầu, từ Nevenetska. Chúng ta thấy là ở Adipka thì người Nga đã có thể là một trong những vũ khí rất tuyệt vời, đúng không ạ? Để mà nó làm gián đoạn cả hai cuộc tổng phản công của Ukraine ở Donetsk và ở Zaporizhia. Chúng ta nhớ Adipka đóng một phần cực kỳ quan trọng. Adipka đóng phần quan trọng đối với lại chiến trường Zaporizhia làm là coi, coi như là một cái sự giải vây một cách thụ động, đúng không ạ? Giải vây từ xa còn hướng Kupian uh, Liman thì uh, Ukraine, uh, nga đã dùng chiến trường đấy để cũng giải vây thụ động đối với Bakhmut và bây giờ đang hai mặt trận rất hùng hổ Ukraine thì tự nhiên nó mềm đúng không ạ, nó mềm oặt luôn và như vậy rõ ràng nó chính là cái mà chúng ta thường nói chiến thuật của người nga là họ vây ngụy ký triệu và với những cái diễn biến mới như này thì uh, chúng tôi cũng có cảm nhận là phía nga cũng đang muốn mở ra một mặt trận nữa mà để mà giam đúng không ạ, giam hãm những cái đội quân của Nga để khiến cho họ không thể nào đủ tụ tập đủ nguồn lực để mở ra những cái trận đánh lớn có thể gây được cái sự đột phá qua những hàng phòng ngự của Nga nữa. Chúng ta nhớ với những cái việc mà đang diễn ra như hiện nay ấy, với những diễn biến của Wagner chưa xuất hiện và họ có xu hướng xuất hiện ở phía ch Châu Phi thì Nga sẽ chuyển lại toàn bộ cái mặt trận ở phía dưới ở trạng thái lại giao lưu giống như cách đây một năm. Đúng không ạ? Họ sẽ giao lưu cho đến khi nào mà mặt trận có những cái gì đó chuyển biến đáng kể. Còn họ sẽ dồn nguồn lực vào một chỉ một nhận mặt trận tấn công thôi. Và bây giờ chúng ta đang thấy họ tấn công ở khu vực phía trên. Đúng không ạ? Và như vậy thì ở những mặt trận còn lại, Bắc mút thì nó sụp rồi. Đấy, thế thì bây giờ họ phải tạo ra các cái các cái dọ nữa, dọ mới như là đợt ở Bắc mút quý vị thấy đấy. Nga tổ chức 4 năm dọ trên toàn chiến tuyến. Đúng không ạ? Và bây giờ họ có dọ Adipka. Họ đang cố hình thành một cái dọ. Krasnohorivka, thậm chí là có thể ở Vuleda. Bây giờ thì ở đây nó đã có dọ Rabutino quá hàn hảo rồi. Nếu Ukraine còn tiếp tục đổ quân sang Kherson, tôi nghĩ rằng Nga lại tiếp tục cho họ một cái dọ nữa, đúng không ạ? Đấy, và như vậy thì chúng ta thấy ở đây nó dường như nó Nga đang tổ chức một cái dọ lớn dành cho Ukraine. Vâng, chiến tranh thì nó không nhất thiết là lúc nào cũng phải ra chiến trường bắn bắn giết giết, mày chết tao sống, đúng không ạ? Mà quan trọng nhất là phải giam hãm được, tiêu hao được nguồn lực của quân địch thì cuối cùng đến một ngày nào đó họ sẽ phải quỳ gối đấy là một cái loại chiến tranh tiêu hao à, cổ trí kim nó cũng diễn ra nhiều đúng không ạ chúng ta chúng ta không quan tâm tới bởi vì nó không hay nó không hoành tráng không có danh tướng không có tử sĩ này nọ vân vân nhưng mà thực tế nó quyết định rất nhiều thế cuộc chiến lên với lại chiến trường Adipka chúng ta có diễn biến mới trong đêm ngày hôm qua nhưng chúng tôi nói quý vị là trong buổi sáng ngày hôm qua đúng không ạ là phía Nga Ukraine họ đang tìm cách để mở những đợt tấn công lớn nhằm giải vây hoàn toàn cho Adipka và chúng ta cũng nhớ là cái anh lính anh chỉ huy của cái lữ đoàn cơ giới số 11 anh cũng quay những video và anh nói về việc anh cần những nguồn lực tinh nhuệ hơn để tấn công vào vào cái góc Krasnohorivka. và cũng chúng tôi cũng không ngờ là họ làm quá nhanh như thế. Trong đêm chủ nhật thì họ đã mở ra các đợt tấn công bắt đầu bằng buổi tối nhìn từ bốn hướng tấn công vào mỏm Krasnohorivka và chúng ta thấy những cái mũi trắng gạch này có nghĩa rằng các mũi tấn công này đều thất bại. Ngoài ra, Ukraine còn tấn công vào phía biên giới Stepanov, đấy và hai mũi tấn công của họ cũng thất bại khu vực này. Thất bại thôi, còn chúng ta cũng không biết là nó có giao thay đổi đáng kể gì trên mặt trận hay không. Nó có khả năng thay đổi mặt trận đáng một cái mức nhỏ nào đó nhưng không đáng kể và nó được coi là các mũi thất bại. Như vậy là Adipka đã bắt đầu bất ngờ nóng lên trong đêm dưới sự chủ động của phía Ukraine. Nhìn trên bản đồ chúng ta chưa thấy sự thay đổi đáng kể nào trên mặt trận. Thị trấn Vudene, xin lỗi không phải là Optine, Vudene và Krasnohorivka. Lên tới khu vực vốn đang rất nóng trong những tuần vừa qua thì bây giờ bất ngờ tuyến phía Nam vẫn giao tranh nhưng mà sau đợt tấn công buổi trưa hôm qua của Ukraine thiệt hại tới hai trung đội thì sau đấy bắt đầu giao tranh cũng giảm sút. Ukraine bây giờ sử dụng nhiều cái đạn trùm để bắn vào chiến tuyến của Nga và như chúng tôi nói với quý vị là phía nga ở phía lính ukraine họ đang than trời về việc là um, cái gì nhỉ là đạn chùm của nga nó gây sát thương và nó ảnh hưởng tới tinh thần của chúng ta rất nhiều Đấy. gieo gió gặt bão đúng không ạ bắn một hòn đại bác vào quá khứ thì à, cái gì? ném một hòn đá vào quá khứ thì tương lai sẽ nhận một hòn đại bác hôm qua thì ukraine lại mở thêm một đợt tấn công khá lớn có rất nhiều xe cộ hướng về phía Békifka. Trận đấu uh, nó đã bắt đầu từ khu vực Jardine mà chúng tôi nói với quý vị sơ sơ chiều hôm qua, thì chúng tôi mô tả lại cái trận đấu như sau. Sau khi mà Ukraine sử dụng pháo kích, đạn chùm tấn công vào các cái khu vực lân cận ở Dubovo Vasik và các đội hình cộng với họ tấn công dập dò ở hướng này để giữ chân quân Nga ở đây. Và phía trên uh, họ pháo kích ở khu vực này, thì uh, Ukraine sau đó pháo kích tiếp dồn dập ở Békifka, Jardine rồi họ đổ các mũi tấn công vào Békhivka và Jadine và sau đó vào đến cái khu vực lân cận hai thị trấn thì bị pháo kích cũng như là bom và 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 pháo phản lực của nga tấn công tiêu diệt được khá nhiều xe đi đầu và sau đó các mũi tấn công này khi mất mất các cái loại xe tăng và xe thiết giáp thì họ cũng giải tán nhanh chóng như vậy là thêm một lần nữa Ukraine lại tổ chức một cái đợt tấn công khá quy mô khá bài bản có sự hỗ trợ của rất nhiều pháo kích đằng sau nhưng mà cuối cùng họ cũng không đi đến đâu, lại thêm một cái lượt thất bại nữa trong một ngày chủ. Lên tới hướng còn lại ở hướng phía bắc Soleda của Donetsk thì chúng ta thấy là bây giờ phía Nga đang dần dần lấy lại thế chủ động về các hoạt động chiến thuật ở khu vực này. Chúng ta thấy không thấy Ukraine sử dụng được uh, các cuộc tấn công bằng pháo kích, bằng bom thông minh và bằng UAV và tuyến này của Nga nữa. Và phía Nga thì trong uh, thời gian ngắn vừa qua họ đã tấn công được năm bảy lần dọc cái chiến tuyến, dọc cái đường sắt quan trọng nối từ dưới này lên tới trung tâm của Sivek. Như vậy với việc Nga tập trung tấn công nhiều vào cái khu vực đường sắt như này thì cho thấy là khu vực đường sắt này nó rất quan trọng, rất nhiều cánh rừng và cao điểm họ đánh nát khu vực này thì có nghĩa rằng Nga chuẩn bị mở những cái đột kích trên mặt trận để tiến sâu về hướng Sivek và chiếm Vimka. Khi chiếm và vây ép Vimka thì Nga hoàn toàn có thể bao vây một cách chiến thuật đối với lại cái đội hình của Ukraine ở tuyến phía trên tức là khu vực Spine đúng không ạ và nối liền lên tới Bihoroloprivka nếu nga làm được cái việc này tức là họ chiếm được Vimka, thì mọi cái mặt trận của Ukraine ở khu vực lân cận đặc biệt bên phải sẽ sụp đổ phía bên trái chắc chắn sẽ phải lui về ở cái tuyến này và à, theo sau đó chắc chắn nga sẽ mở các mũi tấn công à, từ bên phía bên trên này để tạo ra cái, những cái điểm đầu cầu cực lớn mà chúng ta biết cái mục tiêu của Nga là họ phải bao vây bằng được Jvetch đúng không ạ? Với cái việc họ đánh thốc lên đây thì như vậy họ đang cô lập, muốn cô lập các cánh quân của Ukraine trong hướng này và trong hướng này. Đấy và sau đó họ cô lập rồi thì họ sẽ kết nối những cái mặt trận này với nhau để áp sát tới khu vực Jvetch. Đấy là chúng ta bàn kiểu uh, gọi là tính cua trong lỗ đúng không ạ? Nhưng mà nhìn mặt trận địa thì quý vị chắc chắn cũng sẽ đồng ý với tôi. Đây là một trong những cái cách hiệu quả nhất để Nga có thể áp sát tới khu vực Sivak. Ít nhất nó là theo cái tuyến đường quốc lộ, theo tuyến đường tàu, đúng không ạ? Là những nơi mà Nga không phải trải qua các cái bãi mìn lớn đáng kể ở khu vực lưng chừng, khu vực đồng này. Đấy, và cũng vì những mũi tấn công như thế thì họ có thể buộc các cái cánh quân Ukraine còn đóng ở trong khu vực này phải thụ động, phải bị tiếp cận từ ba hướng mà rút ra, đúng không ạ? Và cũng giải cũng cũng gây sức ép để họ có thể giải phóng được cái Bihorovka từ rất lâu đã giao tranh rất lâu ở đâu khu vực này rồi. Ở hướng Donetsk, Ukraine thiệt hại 170 binh sĩ, 8 xe và 1 khẩu pháo. Như vậy là cũng nhỏ so với lại những ngày trước. Chúng ta lên với mặt trận Liman, Civic Liman, Startup. Ở khu vực này thì trong buổi tối thường nó không diễn ra những cái giao tranh đáng kể liên quan đến thay đổi tình hình mặt trận ở khu vực cánh rừng. Tuy nhiên giao tranh vẫn diễn ra À, ác liệt hàng ngày. Ở à, mũi Tos cũng không có thêm những hoạt động gì trong buổi tối ngày hôm qua sau khi Nga đã à, củng cố trận địa và pháo kích rất nhiều vào dọc cái chiến tuyến à, giáp biên giới của cái tỉnh à, của thị trấn Tos với Zachine, nhưng mà họ cũng không tổ chức các mũi tấn công từ dưới đấy lên tới Marinka, ờ uh, Còn ở phía trên thì có một à, những cái thay đổi đáng kể với bản đồ này thì quý vị có thể thấy là phía Ukraine họ đã khoét được các cái mũi tiến sâu đúng không ạ xuống cái cánh rừng ở sát ở qua cái biên giới ở Novo Rivka khu vực này và tiến tới Kazanivka vào khu vực này còn phía Nga thì tiếp tục tấn công và họ lại chiếm thêm một khoảng nữa của cánh rừng sát tới cái khu vực Novo Jehorivka như vậy là mỗi bên chiếm một ít ở đây thì chúng tôi đáng nói là một cái điểm là với cái việc tiến quân của Ukraine như này, nếu như họ không làm chủ được cái cánh này, đúng không ạ? Họ không họ không bẻ gãy được cái cánh của nga đang vươn lên ở phía này, thì có thể là bây giờ họ đang càng tấn công vào thì họ sẽ càng bị bế tắc và họ càng bị xa lầy và họ lại trở thành một cái phễu tiếp theo, đúng không, quý vị. Phía nga họ đang dâng lên ở đây và họ đang củng cố trận địa pháo kích dọc theo một cái hướng cung như này, nhưng phía Ukraine thì không đánh vào sườn mà họ lại chỉ mê họ đánh vào những chỗ yếu nhất mà những chỗ yếu nhất đấy chính là những chỗ phía nga từ trước đến nay luôn muốn ukraine chui vào đúng không ạ và bây giờ thì ukraine đang cố chọc sâu xuống để mà hòng chiếm lại cái này này quý vị ạ đúng không ạ kama bởi vì quan trọng nhất là ukraine sẽ chiếm bằng được những cái gì mà họ mất đây là một trọng thị trấn quan trọng mà từ đó nó phát động ra cái cuộc tấn công lớn để mà ukraine, phía nga đã tấn công rất xa cho nên ukraine sẽ bằng mọi giá chiếm được nếu họ chiếm được họ có cái cơ hội để chiếm lại được cả Novo Dianne, rồi là Kovanivka nữa. Đấy, và bây giờ họ đã quay lại và chiếm được một tí. Nhưng mà một điều đáng nói là họ lại để ngay Nga dí vào sườn. Đúng không? Họ đã tiến lên một cái mũi sâu ở trên ngay sát sườn như này. Thì có nghĩa rằng phía Ukraine sẽ lộ ra cả ba cánh. Tức cánh cả hướng đông, hướng bắc và cả hướng phía nam. Rất khó để cho cái mũi này có thể tiến xa hơn. Và thậm chí nếu không cẩn thận thì có thể mất mạng như chơi. Đúng không ạ? Trừ khi nào phía Nga phải ở phía Ukraine họ phải mở rộng được các cái phễu này ra nó khá rộng hoặc là họ phải cắt được cả cái cánh bên này ít nhất là một trong cái hai yếu tố đó còn nếu không muốn an toàn thì phải cả hai yếu tố nhưng mà họ đã không làm như thế hoặc là họ đang tính để làm còn nếu không thì nó lại giống y hệt những kịch bản như là ở rabutino quý vị ạ Đấy. chúng ta nhìn rõ nhá nó chuẩn bị thành một cái rabutino rồi nếu ukraine cố một tí nữa đúng không ạ nó khoét xuống đây nữa thì nó sẽ giống như thế ở hướng phía thị trấn Novoselic, Ska thì sau khi Nga tiến công chiếm được thị trấn này hoàn toàn, thì như quý vị nhìn thấy họ đang mở rộng ra về phía Tây rất nhanh. Đây, điểm này hôm qua, hôm qua nó mới còn ở đây thôi, thì bây giờ họ đã mở ra đây. Đồng thời là đang diễn ra những cái cuộc chiến ở xung quanh thị trấn để, như phía Nga nói là dọn dẹp uh, trận địa để mở rộng chuẩn bị cho các, các cái chiến dịch tiếp theo của họ ở khu vực này. Như vậy là có thể nói là sau khi Ukraine để mất, họ đã tung hai đạo quân quay trở lại phản công Nhưng mà một lần nữa, thì lần thứ ba rồi, lần này có thể nói là mất hẳn rồi đối với thị trấn quan trọng Novoliska. Ở khu vực Kubian-Aliman, à, như chúng tôi vừa mô tả với quý vị, Ukraine thiệt hại 110 binh sĩ, 5 xe, hai khẩu pháo, trong đó có một khẩu M777 của Mỹ còn lại ở khu vực phía còn lại là chiến trường Kupian đến tối ngày hôm qua thì chúng ta thấy là phía uh, phía nga họ lại tiếp tục đạt được các cái tiến bộ đáng kể trên uh, các mặt trận và theo như bản đồ này thì chúng ta thấy là những ngày trước họ đã tiến và họ chiếm được một loạt các cái khu vực uh, ở bên phải đúng không ạ bên phải bên dưới rồi bên tây đông bắc và đến hôm qua hôm trước thì họ cũng chiếm thêm một đoạn này nữa nhưng đến hôm qua theo như bản đồ chúng ta đang nhìn vừa rồi thì họ đã lấn sân ra một đoạn khá xa đến và theo như cái bản đồ ở trên chúng ta đang nhìn thì họ đã đẩy cái vùng xám hoặc là họ đã tiến quân vào những khu vực nó sát với thị trấn xin cả đây rồi đấy và các mũi tấn công của họ dường như mỗi ngày họ lại đẩy lui quân ukraine ra khỏi cái cánh rừng quan trọng này về hướng kubia đây bản đồ chúng ta nhìn thấy đây là họ tiến thêm cái mũi này ngày hôm qua và còn tại thời điểm này cách đây một thời gian ngắn thì phía nga vừa thông báo họ đang mở những cuộc tấn công vào trở lại quay vào khu vực jampolivka ở khu vực này không biết là sẽ diễn biến của nó sẽ như nào với việc nga tấn công trở lại vào jampolivka thì chúng ta thấy một điểm là một là nga lại muốn kéo quân ukraine ở đâu đó về cứu khu vực này một lần nữa đúng không ạ à, hoặc là thứ hai là nga chuẩn bị một chiến dịch lớn để xử lý toàn bộ cái cánh này rất có khả năng cái việc đấy xảy ra. Bởi vì đến thời điểm này thì phía nga cũng cần cái cánh này để họ mở rộng được cái cái bàn đạp, đúng không ạ? Mà chúng ta nhìn đến trên bản đồ, bên này thì họ đã có một cái bàn đạp lớn rồi, còn bên này họ đang trông chờ một cái cánh cũng lớn tương tự như vậy để tạo ra một cái vùng đủ lớn hút quân. Ukraine cũng như là có những cái bàn đạp để có thể củng cố trận địa pháo kích và đánh phá toàn cái tuyến phòng ngự đầu tiên của Ukraine ở khu vực này vốn có rất nhiều những cây khu định cư. Trong 24 giờ qua thì phía Nga đã tấn công và tiêu diệt 136 trận địa pháo kích, trận địa nhân sự và trận địa vũ khí của Ukraine trên 145 điểm. Như vậy tỷ lệ tiêu diệt 136 trên 145 à, vừa số lượng vừa rất cao và cái tỷ lệ đánh trúng cũng rất cao. À, nhiều kho đạn của uh, cả quân đoàn số 9 của Ukraine bị uh, phá hủy ở hướng Zaporizhia, các nhà ga, các uh, kho uh, và các cái uh, điểm uh, các cái kho chứa uh, trang thiết bị vũ khí hàng không của Ukraine cũng bị tấn công ở hướng Zaporizhia. Đài chỉ huy uh, rồi là các uh, hệ thống phòng không của Ukraine bị tấn công và phá hủy phá hủy ở riêng uh, dưới hướng Zaporizhia. Như vậy ngày hôm qua thì khu vực tấn công chiến thuật của Nga ở hướng Zaporizhia gây rất nhiều thiệt hại cho phía Ukraine. Phòng không Nga bắn chặn 12 tên lửa, 11 tên lửa Hima và bắn chặn một tên lửa chống radar Hams của Ukraine và tiêu diệt 16 UAV. Chúng ta đến với lại những cái bảng tổng xếp huy chương. Ngày hôm kia chúng ta thấy là phía Ukraine thiệt hại 17 các cái hạng mục hạng nặng nhưng mà hôm qua nó còn 13 nhưng mà hạng nhẹ thì nó tăng lên khá đáng kể từ 17 lên 2, 14 lên 27 còn pháo thì giảm xuống chỉ còn 10 như vậy là thấp hơn hẳn tổng quan thì đến tính theo tuần đến ngày hôm qua thì tuần so với tuần trước là giảm khá đáng kể trên tất cả mọi hạng mục chỉ có cái hạng lục pháo phản lực trong tuần vừa rồi thì Ukraine thiệt hại rất nhiều ba khẩu như vậy là trong suốt một thời gian dài họ không thiệt hại bao nhiêu thì cái tuần vừa rồi họ thiệt hại những ba khẩu pháo phản lực và từ thời điểm bắt đầu cuộc tổng phản công thì Ukraine đã bị thiệt hại tới hơn 5.100 trang thiết bị trang thiết bị vũ khí hạng nặng. Còn đây là quý vị tham khảo những cái thiệt hại của Nga dưới cái báo cáo của Tổng bộ Tổng tham mưu Ukraine. Binh sĩ thiệt hại 590 người. Các loại xe bọc thép chiến đấu chở quân 11, các loại xe khác 19, xe tăng 5, pháo kích 22, UAV 10 và pháo phản lực 1 như vậy là rất nhiều trong một cái ngày tương ứng nga chỉ có gây thiệt hại bằng một phần của ukraine thôi đúng không ạ vâng chúng tôi cũng không muốn nói gì về cái cách đưa thiệt hại của ukraine nhưng mà quý vị cũng như chúng tôi cũng đã nói rồi đúng không ạ chúng tôi lấy những cái thước đo từ chia cho năm hoặc chia cho 20 tùy từng ngày và tùy từng hạng mục vâng và vài quý vị hay hỏi chúng tôi về những cái diễn biến ở mariupol À, về đời sống của nhân dân vân vân đời sống thì nó cũng có nhiều lắm nhưng mà tranh thủ chúng tôi nhìn thấy hôm qua nó có nhiều những hình ảnh về việc xây dựng của nga đang tiến hành có thể nói là họ không nói thôi nhưng họ làm rất nhiều quý vị có thể xem là rất nhiều những tòa nhà mới đang được xây đã đường xây đấy rất nhiều vậy đợt này là phía nga họ huy động cái mùa hè mà họ huy động toàn bộ cái sinh viên của nga từ trong hậu phương của nước Nga sang để mà hỗ trợ các hoạt động xây dựng cũng như là tái thiết lại thành phố. Đấy, chúng ta có thể thấy là rất nhiều những tòa nhà mới xây, à, trồng chiếc các thứ rồi và chuẩn bị đón dân vào ở. Đấy, rất nhiều. Đây là những nơi mà chúng ta thấy này, họ rất đề cao những vấn đề liên quan đến tập luyện thể dục đúng không ạ? Xếp rất nhiều khu vực này. Đấy, hình ảnh nhìn chung nó có một vài hình ảnh như thế ở cái khu vực tất cả những cái vùng mà đã trở về với nga ấy, thì cơ bản ở mariupol nó là một trong những cái biểu tượng nhất bởi vì dù sao nó cũng là cái đầu tiên đúng không ạ là một cái khoảng đầu tiên mà bà gần với lại cái biên giới lãnh thổ cũ của nga nhất cho nên nó an toàn nhất để phát triển những cái nơi khác thì người nga đầu tư nhiều vào các vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng đường xá trước bởi vì rõ ràng bây giờ chiến tuyến pháo bom nó vẫn dội vào những nơi đấy thì rất khó để mà có thể có những hoạt động tái thiết dân sinh nếu nó nằm trong tầm pháo ở Mariupol này nó cũng vẫn nằm trong tầm pháo Hima của Ukraine nếu như mà họ tấn công thì cũng tới còn tên lửa Storm Shadow thì tất nhiên là tới nhưng mà phía Nga cũng đã tiến hành những hoạt động đó và chắc chắn là họ cũng sẽ phải có những cái hoạt động bảo vệ đáng kể đúng không ạ bởi vì không lẽ nào họ lại đi xây dựng một thành phố để mà có thể đối mặt với nguy cơ Ukraine chiếm lại ở trong lòng xã hội Ukraine thì bây giờ cái tiểu đoàn Azov đấy nó là một trong những tiểu đoàn anh hùng của Ukraine và nó phụ trách những cái vấn đề liên quan tới việc huấn luyện tư tưởng của người dân Ukraine từ bé quý vị có thể xem là họ đào tạo những người học sinh cấp 2 cấp 1 đúng không ạ những cái uh, hoạt động quân sự. Tất nhiên cái việc này thì nó cũng không có cái gì là nó 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 lạ. Có lẽ ngày xưa chúng ta ở Việt Nam thì khi trong chiến tranh thì chúng ta làm thế thôi, cũng không có gì để mà đáng bàn. Tuy nhiên thì những cái khẩu hiệu mà những đứa trẻ này nó hô lại là một cái điều nó rất đáng bàn. Họ hát những bài hát uh, đánh bại uh, bọn Nga và chất đống xác chết của bọn chúng đấy. Những cái câu kiểu như thế À, và nhìn chung là những cái khẩu hiệu à, có thể nói nó xung quanh cái việc à, là tiêu diệt người nga chúng ta cũng không biết là thế nào à, trong cuộc chiến thì cũng rất khó nói nhưng mà ít nhất nhìn vào những cái hình thức như này chúng ta có thể thấy là nó hơi nặng đúng không ạ nó hơi nặng và nó tẩy não à, những đứa trẻ từ bé như này thì có nghĩa rằng lớn lên nó rất khó để có tẩy não ngược trở lại chúng ta cũng nhớ là bài hát ở ukraine mà chỉ có mỗi mấy cái câu cũng là à, chém giết người nga rồi ném xác người nga vân vân và nó ở bảng xếp hạng đứng đầu ở ukraine trong rất nhiều tuần rồi đấy và nó ở trên youtube nó lên tới mấy chục triệu view chỉ có mỗi câu nó như thế thôi nhưng mà nó giải quyết được mỗi vấn đề là thù hận người nga là đương nhiên nó lên bảng xếp hạng còn không biết là cái tính chất nghệ thuật của nó đến đâu và chúng tôi cũng nhắc lại một vấn đề chúng ta cũng không biết là những cái này thì nó cần thiết như nào trong một cuộc chiến đúng không ạ tất nhiên là nó cần những vấn đề liên quan đến tuyên truyền nhưng mà đến tuyên truyền như này thì tôi cảm giác nó hơi quá và như tôi nói với quý vị tuyên truyền như này thì nó cũng giống như hành động của ông zelensky ấy, là cấm đúng không ạ ra cái lệnh ra cái luật là cấm đàm phán hòa bình với những cái kiểu tuyên truyền như này thì cũng tương đương với lại việc là cấm đúng không ạ mọi việc suy nghĩ uh, suy nghĩ về nói về quay về hướng về nước nga và tất nhiên một nước như ukraine nằm sát nách nước nga như thế có tình anh em như vậy mà có một cái chiến dịch tẩy não như vậy thì chắc chắn là không biết như nào nhưng đối với họ rất là khó sống. Chúng ta thấy rõ là cái luật cấm đàm phán hòa bình của ông của ông Zelensky thì bây giờ nó báo hại nước Ukraine như nào rồi, đúng không ạ? Rõ ràng là một ngày nào đó người nga sẽ nói rằng là các ông ra một cái luật cấm đàm phán hòa bình thì làm sao bây giờ chúng tôi có thể đàm phán hòa bình được với ông? Chúng tôi làm như thế thì nó phạm luật của cơ mà, đúng không ạ? Giống như nga người ta đã từng là khi cái đường ống Nord Stream bị hỏng ấy thì uh, tua pin nó gửi về nhưng người nga không triển khai họ bảo là nếu triển khai thì vi phạm luật cấm vận của liên minh châu âu cho nên họ không triển khai đúng không ạ người nga thì họ chùm về cái lĩnh vực đó rồi cho nên là những cái việc mà người ukraine làm như này thì chúng tôi không biết là họ được hưởng lợi gì nhưng rõ ràng trên đường dài thì nó vẫn thể hiện đúng cái cái những cái vấn đề mà từ trước họ này đến nay họ hay gặp đúng không ạ có nghĩa rằng là cứ nghĩ ngắn nhưng mà thường là bị trả giá trên đường dài vâng và chúng ta kết thúc với lại những thứ một cái video liên quan tới cũng là người ukraine đây là một người ukraine bình thường trước khi anh được tòng quân để ra trận thì anh đã khắc trên chán với một cái dòng chữ là hãy đi xuống địa ngục lũ những chiếc tàu hải quân khốn kiếp của nga nhưng mà sau đó thì anh bị bắt tòng quân và bây giờ chuyện gì đang xảy ra thì quý vị cũng thể nhìn thấy anh đã ngay lập tức là bằng mọi giá để mà xóa đi những cái dòng khẩu hiệu khắc ở trên trán của mình à, để đề phòng trường hợp mà anh rơi vào tay quân nga mà khả năng rơi vào tay quân nga là rất cao đúng không ạ và đây thì tôi cũng nói với quý vị một cái vấn đề liên quan đến trả giá thôi đúng không ạ là có những cái hành động thì nó có thể nó tặng nó mang cho một tí cái ma túy tinh thần có nghĩa là anh khắc lên chán thì anh cảm thấy sướng những người xung quanh cảm thấy nó sướng đúng không ạ nhưng mà đến khi có việc xảy ra thì bây giờ anh ấy phải chịu rất nhiều đau đớn để mà bỏ đi những cái đó đúng không ạ mà bỏ đi cũng rất khó bây giờ phải vẽ hoa vẽ vượn các thứ lên để mà xóa để mà tạo cái thẩm mỹ xóa thẩm mỹ chứ còn cũng không thể đơn giản để xóa hết được cái dòng chữ như này nữa rồi vâng quý vị nào mà chưa có người yêu hay chưa có vợ mà chót yêu một bạn nào rồi ấy, thì cũng cũng đừng có đam mê quá để khắc là anh yêu hằng lắm đúng không ạ cả đời là anh chỉ sống với hằng thôi nhưng mà đến khi hằng nó đã đít một cái lúc đấy lại yêu hương một cái đúng không ạ mà không yêu Hương mà lại yêu Lan hay là yêu Huệ thì xóa nó còn khó hơn. Hằng mấy Hương thì còn dễ còn 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 xóa được đúng không? Nhưng mà ví dụ như yêu Lan, yêu Khanh thiết thì thôi, xóa mỏi tay lắm mà còn không xóa được nữa cơ. Như vậy là trong một cái phút bồng bột cuối cùng là phải trả giá rất nhiều. Và một lần nữa quý vị nào có cái kỹ năng xóa hình xăm phát xít, xóa hình xăm những khẩu hiệu liên quan tới dân tộc cực đoan, đúng không ạ? xóa hình xăm cái đấy mà liên quan tới người yêu cũ Việt Nam mình có nhiều cái kỹ năng và kinh nghiệm rồi thì quý vị sang Ukraine chắc chắn là trong thời gian tới khi hội nghị hòa bình chấm dứt thì rất có khả năng quý vị sẽ kiếm rất nhiều sẽ kiếm bộn tiền đấy Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc.